ra ký nhận một thùng hàng. Cô bạn, vợ con bạn sắp cưới ở bên Hàn Quốc đó gửi qua nè. Trời đất ơi, Sisi nhờ mua có mấy cái chai này thôi à, để Sisi trả nợ cho các bạn. Với lại cô ấy nói là cô ấy tặng cho Sisi một cái chai serum cá hồi. Thì bây giờ Sisi đang khui từ từ ra coi cái gì. Nhưng mà cổ gửi cho Sisi đó, đây là những cái nó trị, treatment ha, nó trị. Mà cổ nói rằng là tốt lắm, người Hàn Quốc đó là 90% người Hàn Quốc nam nữ họ xài. Thì giờ chắc Sisi phải vào để coi Facebook cổ dặn Sisi cái nào với cái nào. Chứ Sisi cũng đâu có biết đâu, để Sisi coi từ từ. Nhưng cái hộp này nè rất là đặc biệt luôn. Cái này là nó chống nhăn, nhưng mà cái này nó là treatment nha các bạn, là toner. Lạ quá ha. Mới đầu thấy cái vòi bơm này CC tưởng là serum. Thì cũng ghi cái này là toner các bạn, chống nhăn. Thì thôi để CC coi từ từ. Nhưng mà nói chung chung là như vậy á. Đó, không có nghĩ là bữa nay nhận được đâu, lẹ ghê luôn á. Rồi, đây là hộp kem trị nám. Hồi nãy CC khui ra rồi. Cổ nói đây là những loại rất là đặc biệt ở bên đó. Thì cổ gửi qua cho CC để tặng cho một người quen của CC. Nhưng mà CC mới nói thôi chứ CC đâu kêu cổ mua gì đâu, mà cổ cũng mua nữa. Nè, đó. Thì bạn nào muốn mua cho CC biết đi. Sau cái video này CC order, cho nên các bạn lắng nghe CC nói về cái video này rõ rõ một chút ha. Thì bạn nào mua cho CC biết, các bạn chuyển tiền, CC mới nói cũ mua. Không chuyển tiền, không mua đâu nha. Thì đây là cái muỗng để múc cái hộp kem này. Đây là hộp kem trị nám, nặng lắm các bạn. Nè, hộp kem rất là sang, rất là đẹp ha. Nè, hộp kem là như vậy. Đó, hộp kem trị nám nha. CC đâu bị nám gì đâu. Nhưng mà CC hỏi giùm cho người bạn. Mới có hỏi thôi à, mà cổ cũng mua, cổ gửi qua rồi. Đây, cái muỗng. Nhanh hả? CC thích làm ăn với người nhanh gọn vậy đó. Đây, toàn là tiếng Hàn không à. À, có tiếng Mỹ một chút ở đây nữa nè. Chống nắng, cái này là ở phi trường CC mua đó. Khi trở về là mua không có được, cho nên CC phải nhờ cổ mua giùm nè. Em trả nợ cho chị gì đó một chai, của cô bạn nào đó một chai. Còn hai chai này hình như cũng đã bán cho ai rồi đó, để CC kiểm tra lại. Không có dư đâu, cái này là có chủ hết trơn rồi đó. Rồi, để CC khui tiếp. Cái này là toner nè. Bây giờ mà khui ra mà không có đọc ở trên này thì cũng không có biết được đâu. Nhưng mà để CC đọc từ từ cho các bạn đi. Chai này trắng da, hình như cái này cũng mua cho cháu CC đây nè. Còn cái siêu các bạn ơi, còn cái siêu ni lông không mở ra được ha. Cái này cũng là cái cây vặn lên lăn á, nhưng mà cái này là trắng da, dưỡng trắng da nha. Còn trong cái siêu không mở được. Này, ba chai các bạn, cũng mua cho ba chai. Đó, bạn nào muốn trắng da thì đây nha, cây lăn. Và đây là chai tinh chất serum cá hồi của CC. Đây. Da của CC hiện tại đang cần xài cái này. Tinh chất serum cá hồi. Thì bây giờ đó, bạn nào muốn order thì order. Chặt quá, mở không ra. Ồ, ra rồi. Bạn nào muốn order thì order nha. Thấy cô gửi qua cũng lẹ lắm đó các bạn, không có lâu ha. 5-7 ngày. Wow. Nó rất là bóng mà nó có vàng. Nó vàng vàng chứ nó không có trắng.
Ồ, cái này nó còn ẩm quá cho nên bôi lên không được. Nè, tinh chất cá hồi. Đạt. Bạn nào muốn order cái chai này thì order sau video này ha. Tinh chất cá hồi của Hàn Quốc. Thì đây nè. Ở nhà các bạn mua cái cây lăn, ở nhà các bạn lăn bình thường rồi các bạn bôi cái này lên cũng đẹp. À quên nữa nè. Ông bạn bác sĩ Mỹ của CC cũng mua cho CC nè. Để giúp nâng cơ. Thôi cái này nói sau đi. Thấy không, tức cường các bạn. Và tiếp theo đây là cây cuối cùng. Cái này là collagen và cá hồi, cây màu vàng vàng này nha các bạn. Ủa còn nhà cô chưa có xài, cô gửi cho CC luôn. Đó thì chắc có thể là nó hết hàng nhưng mà rồi nó cũng sẽ có lại. Cho nên là bạn nào muốn mua cái nào thì cho CC biết, bắt đầu ngày hôm nay sẽ nhận order từ bên Hàn Quốc gửi qua khoảng 1 tuần lễ nha các bạn. Thì đây cây này là cây gọi là cây lăng đi ha. Cây lăng serum và cá hồi. Đây. Một cây nha. Kế tới đây là loại trắng da, cũng là cây lăng luôn, trắng da nha, giống vậy đó nhưng mà nó còn cái guarantee không có khui ra được, cái ni lông nó bọc rồi không mở ra được. Cái này để CC tặng cho cháu CC một cây, còn 2 cây bạn nào muốn mua thì mua, bạn nào muốn mua nữa thì order nha. Thì cái này làm cho trắng da nha, chống nhăn trắng da, mà này nó là trị nha các bạn. Nó làm cho cái da của mình nó đều màu lại đó. Về đây, bạn nào thích trắng mua, bạn nào không thích trắng đừng mua nha. Và cái này là chống nắng, lúc mà CC mua ở phi trường Hàn Quốc, từ ở Mỹ về mua được, từ ở Việt Nam qua lại mua không được. Đây, CC nhờ cũng mua gửi qua để CC trả nợ cho các bạn đây. Này hết rồi, không có nữa. Bạn nào muốn thì order, cái đó là chống nắng. Còn cái này là toner. Thấy cũ ghi là toner đó. Vừa serum toner gì đó các bạn ơi. Ồ, cái loại này cũng làm cho trắng da. Mà các bạn biết, đối với người Hàn Quốc á, người ta thích trắng, nó trắng lắm. Nhưng mà với Mỹ thì không thích trắng. Không biết người Việt Nam mình các bạn thích trắng không, chứ CC cũng không thích trắng nữa. Tại vì trắng nó nhìn thấy rõ mấy cái gân máu của CC. CC không có thích trắng các bạn. Thì đây nha, bạn nào thích trắng thì mua. Toàn là những cái tinh chất, toàn là những cái mà trị không à, chứ không phải là những cái mà sức ở ngoài nha. Và đây, đây là hộp kem trị nám. Hết rồi. Có nhiêu đó thôi đó, cổ gửi có nhiêu đó thôi. Thì bắt đầu ngày hôm nay bạn nào muốn order cái nào thì order. CC chuyển tiền cho cổ. Cổ mua cổ gửi qua. Thì chắc khoảng cho là 1 tuần 10 ngày gì đi nhận được. Cái này gửi khoảng 1 tuần rồi đó. Rồi ha. Rồi đi tìm chỗ làm đẹp cho các bạn ở Mỹ cho trả góp, CC cũng tìm rồi đó. Làm mắt cho trả góp, CC cũng tìm cho các bạn rồi đó. Làm đẹp ở Việt Nam, uy tín, chất lượng, đẹp giống như CC nè. Rẻ tiền nè. CC cũng tìm cho các bạn rồi đó. Làm răng đẹp rẻ CC cũng tìm rồi, chăm cú gọi là các bạn yêu cầu gì CC tìm hết rồi đó. Ai muốn cái gì đặt câu hỏi ghi ra rõ ràng cho CC, rồi phải cho CC thời gian CC đi tìm, chứ không phải vừa mới ghi vậy rồi bắt CC trả lời liền, sao CC trả lời được ha. Phải cho CC thời gian đi tìm hiểu rồi để CC hỏi coi có cho trả góp hay không hay là gì gì nữa nha. Rồi CC tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye, I love you.